Xin chúc quý anh chị em đang xem video buổi tối ngày hôm nay bước sang tuần mới gặt hái được nhiều thành công, chiến lợi phẩm trong đầu tư anh chị ha. Cuối tuần này thì Safari có một cái video với chủ đề như sau muốn gửi gắm cho cả nhà, đó là cổ phiếu tháng 7 đi tìm sự đột biến, và cũng nhân video buổi tối ngày hôm nay để team Safari cùng với lại quý anh chị nhà đầu tư đã đồng hành cùng với Safari trong thời gian vừa qua, chúng ta cùng nhau lên tinh thần để chuẩn bị cho một cái giai đoạn đầu tư sắp tới, và hứa hẹn đây cũng sẽ là một trong những thời điểm rất tốt để mà chúng ta thu mua và mua gom cổ phiếu chuẩn bị cho cái giai đoạn cuối năm. Đông biết rằng những cái khó khăn trong khoảng một tuần vừa qua là một sự mất mát tương đối là nặng nề đối với những anh chị mới tham gia vào thị trường, và không thể nào bù đắp ngay, không thể nào mà chúng ta có thể hoàn lại ngay trong một khoảng thời gian ngắn được. Nhưng tin điều đó và Safari luôn ở đây và sẽ cố gắng làm sao để anh chị em của chúng ta có thể đồng hành cùng với nhau qua được những thời điểm khó khăn nhất để cùng nhau tận hưởng được những cái vinh quang sắp tới anh chị ha. Và cảm ơn cả nhà rất nhiều đã đồng hành cùng với Safari trong thời gian vừa qua, và nếu như anh chị xem video buổi tối ngày hôm nay mang lại được nhiều giá trị đầu tư hữu ích cho quý anh chị thì cả nhà cũng có thể ủng hộ cho Safari bằng một cái nút like ở phía bên dưới cái video này anh chị ha. Và nếu như đây là lần đầu tiên mà quý anh chị biết tới Safari Investment và để cho chúng ta dễ dàng kết nối với nhau hơn thì Đông mời cả nhà nhấp vào nút đăng ký kênh màu đỏ phía bên dưới cái video này, để sắp tới Safari chia sẻ những video mới sẽ gửi ngay thông báo để cho anh chị sớm nhất, và quan trọng hơn hết là để cho chúng ta có một nơi để mà tư vấn hỗ trợ về cổ phiếu, cũng như là có một cộng đồng để mà chúng ta giao lưu với lại các nhà đầu tư khác, học hỏi kinh nghiệm về đầu tư. Thì Đông mời cả nhà lấy điện thoại quét mã QR code ở phía góc bên trái màn hình, hoặc là anh chị không quét được mã QR code thì Đông có để hai cái đường link dưới phần mô tả, dưới phần bình luận, và rất mong có thể gặp được anh chị trong nhóm sớm nhất để chúng ta cùng nhau hợp tác đầu tư và cùng nhau tăng trưởng tài sản vượt qua giai đoạn khó khăn anh chị ha. Và phần đầu tiên đó chính là vĩ mô quý 3 này có tích cực giống như quý 2 hay không, hay là có những sự chuyển biến như thế nào, thì Đông mời cả nhà đi vào phần đầu tiên ha. Thì trước đó thì mình có làm một cái file PDF tổng lược đầu năm và chiến lược 6 tháng cuối năm 2024 gửi cho quý anh chị trong nhóm Premium. Thì mình cũng muốn cập nhật lại qua cho quý anh chị cũng ngắn gọn thôi, không làm mất thời gian của quý anh chị quá nhiều. Thứ nhất là theo góc độ về mặt kinh tế thì chúng ta thấy trong cái quý 2 vừa qua về cái chỉ số GDP, đây là một trong những quý mà chúng ta tăng trưởng rất cao trong 4 năm trở lại đây, chỉ thua duy nhất cái quý 2 của năm 2022 thôi anh chị ha. Cho thấy là cái tốc độ đợt này tăng so với lại cùng kỳ là 6,93%. Thì khi nhìn vào cái này thì rõ ràng lợi nhuận và doanh thu của các cái doanh nghiệp được niêm yết trên sàn chứng khoán của chúng ta cũng bắt đầu tiến triển và thay đổi một cách tích cực hơn rất nhiều. Có những ngành nghề trước đây vẫn còn phân vân là có tạo đáy hay không thì chắc chắn trong quý 2 này chúng ta thấy là một sự tạo đáy mạnh mẽ. Còn những nhóm ngành mới bắt đầu chớm phục hồi thì chuẩn bị đi sang vào giai đoạn đó chính là phục hồi mạnh mẽ hơn. Những nhóm ngành chuẩn bị chuyển sang giai đoạn tăng trưởng thì trong quý 2 này chúng ta cũng sẽ thấy những sắc màu đó sẽ dần nở rộ hơn. Và nền kinh tế của chúng ta như trước đó Đông có chia sẻ với anh chị, nó vẫn đang chậm hơn so với lại sự kỳ vọng. Nhưng với cái quý 2 này và với cái dự báo sắp tới trong quý 3 kèm theo một cái bài báo gần đây cũng như là ngày 6 tháng 7 đăng, tức là chiều ngày hôm qua thì ha, đó chính là phấn đấu đạt tăng trưởng GDP 6,5 cho tới 7% trong quý 3 theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, cho thấy là chính phủ cũng đang rất là quyết liệt để mà hỗ trợ, thúc đẩy và phục hồi kinh tế. Nên Đông đánh giá thì trong bối cảnh quý 3 này về mặt kinh tế cũng như là về mặt lợi nhuận phục hồi của các doanh nghiệp vẫn sẽ tiếp tục được duy trì rất là tốt. Đó là một điểm sáng để mà cho chúng ta lựa chọn cổ phiếu trong đầu tư, và đây cũng là cái kim chỉ nam trong thời gian vừa qua. Ngoài cái yếu tố mặt kinh tế thì thị trường chứng khoán của chúng ta vẫn bị ảnh hưởng rất nhiều bởi yếu tố là cung tiền. Cung tiền sẽ được tác động bởi những cái chính sách tiền tệ, và một trong những cái mà dường như khoảng tầm hơn một năm đổ lại đây chúng ta đều bị cái áp lực này rất lớn, đó chính là cái câu chuyện về tỷ giá. Do là Việt Nam của chúng ta đi phân kỳ chính sách với lại thế giới, cho nên rõ ràng về cái yếu tố tỷ giá của chúng ta lúc nào cũng căng thẳng là điều mà chúng ta đã trải qua trong khoảng tầm một năm trở lại đây anh chị ha. Thì mình có một cái thống kê, đó chính là sẽ có hai cái thời điểm nhập khẩu trong năm tăng mạnh, là giai đoạn từ tháng 3 tới tháng 5 và giai đoạn từ tháng 10 tới tháng 12. Nên áp lực tỷ giá đến hoạt động nhập khẩu sẽ bắt đầu hạ nhiệt đáng kể trong các quý 3 và quý 4. Và lịch sử cũng đã chứng minh khi thống kê trong 10 năm trở đây thì thời điểm tỷ giá căng thẳng nhất, và đây cũng là thời điểm để tỷ giá lên một cái nền mới, tức là vào quý 2 ở mỗi các năm anh chị ha. Thì anh chị có thể nhìn thấy đây, nói chung là cứ vào thời điểm là vào quý 2 thì cái nhập khẩu của chúng ta tăng lên rất nhiều. Cho nên khi bắt đầu chúng ta đã đang dừng hết quý 2 rồi chuyển sang quý 3 thì cái áp lực đó nó sẽ không còn quá nhiều nữa. Thì khi giảm tải được một phần áp lực cũng như sắp tới đây, đặc biệt đó chính là với những cái số liệu hiện tại của nền kinh tế Mỹ cho thấy rằng kinh tế của họ đang dần yếu đi và lạm phát cũng đang dừng trong một yếu tố đó chính là đẩy lùi. Cho nên về cái sự kỳ vọng về câu chuyện là Fed hạ lãi suất trong năm nay vẫn sẽ rất sáng từ đây cho tới cuối năm. Cho nên theo cái góc nhìn quan điểm thì rõ ràng tỷ giá vẫn sẽ neo ở một cái vùng cao nhưng sẽ không phải là một trong những điều áp lực cho nhà đầu tư trong khoảng thời gian sắp tới nữa. Và đặc biệt đó chính là chỉ số đô la Mỹ trong thời điểm khoảng tầm một tuần trở lại đây, đó là một tuần điều chỉnh và giảm điểm tương đối mạnh anh chị ha. Nếu như chúng ta xem một cái cây nến tuần thì mức giá cao nhất của tuần vừa qua của đồng của chỉ số đô la Mỹ anh chị đó chính là 106,05 và cuối tuần này đóng cửa thấp nhất tuần luôn là 104,82, là một điểm sáng anh chị ha. Sau khoảng 3-4 tuần tăng liên tiếp thì đây cũng là một cái tín hiệu tích cực để cho tỷ giá của chúng ta có xu hướng là hạ nhiệt trở lại. Cho nên tổng quan về góc nhìn kinh tế và góc nhìn về chính sách hiện tại thì Đông đánh giá đây cũng sẽ là một trong những cái môi trường tốt cho nền kinh tế của chúng ta bước tiếp tục trong một cái bối cảnh là phục hồi và đi tìm kiếm cơ hội tăng trưởng. Cho nên nói về bối cảnh vĩ mô thì mình đánh giá không có yếu tố rủi ro nào, và đặc biệt đó chính là chính trị hiện tại Việt Nam của chúng ta cũng đang gần như là vào form hết anh chị ha. Không còn giống như cái giai đoạn ở đầu năm nay khi một số những cái chiếc ghế vẫn còn chưa biết chủ nhân là ai, thì giai đoạn hiện tại thì chúng ta cũng đang dần hoàn thành hết mọi thứ. Cho nên về chính trị ổn định, kinh tế ổn định, còn các cái đối tác ngoại giao thì chúng ta cũng là một trong những quốc gia trong năm nay có rất nhiều các cường quốc tới thăm, và các cái hợp đồng hỗ trợ cho thương mại quốc tế của chúng ta cũng đang đẩy mạnh rất là nhiều. Cho nên Đông đánh giá thì bối cảnh hiện tại của Việt Nam của chúng ta đang rất là tốt và phù hợp với lại môi trường đầu tư, nhưng không phải là phù hợp trong một cái bối cảnh là tiền rẻ anh chị ha. Và đây là một trong cái giai đoạn mà chúng ta cũng phải nâng cao cái năng lực đầu tư để mà lựa chọn cổ phiếu cho nó đúng đắn nhất. Thì phần số 1 thì mình cũng xong, thì Đông cũng muốn là chuyển sang phần số 2 để mà chúng ta có thể là chia sẻ cái dự báo ở trong tuần sau như thế nào để dành cho những anh chị nào mà chúng ta muốn trading thì có thể là cân nhắc được. Trước đó ở trong tuần vừa qua thì Đông có làm video chia sẻ với anh chị là thị trường có tạo đáy hay không. Thì ở ngày hôm đó thì Đông có chia sẻ với anh chị, và đặc biệt đó chính là cái ngày 3 tháng 7 thì mình có nói với quý anh chị rằng với dữ liệu hiện tại mình rất khó để đánh giá thị trường tạo đáy, và mình đưa ra hai cái góc nhìn, hai quan điểm. Một đó chính là chỉ số chung của chúng ta giữ được cái vùng gap mở ra, là tức là có rung lắc, có điều chỉnh về thì vẫn giữ trên vùng giá 1260, và đặc biệt đó chính là phải có một cái vùng cung tiềm năng để thay máu cái giai đoạn vùng đó. Đặc biệt là mình đánh giá là vùng 1280 sẽ là vùng cung tiềm năng cho những anh chị em nào kẹp trước cũng sẽ bán hàng ra, và đặc biệt tại quanh vùng giá này thì cũng chính là những nhà đầu cơ có cái góc nhìn tốt, những nhà đầu cơ dũng cảm mua quanh được cái vùng đáy 1240 thì người ta cũng sẽ cân nhắc cho cái việc là chốt lời khi mọi thứ hiện tại vẫn chưa có điều gì đó quá là tích cực. Cho nên mình đánh giá thì sẽ có một nhịp hấp thụ quanh 1280, và có thể nếu như mà có rung lắc thì biên độ nó sẽ quanh về vùng giá 1265. Cho nên thì rõ ràng là ở trong tuần sau thì góc nhìn của Safari đánh giá để nói về câu chuyện tạo đáy thì đã xác định là thị trường đã gần như là tạo đáy quanh vùng giá 1240 cho một cái nhịp điều chỉnh từ vùng giá 1300 về đến vùng giá 1240 anh chị ha. Còn để nói mà thị trường của chúng ta đủ động lực để bứt phá lên hay không thì Đông đánh giá là chưa đủ thời gian. Thị trường thì chắc chắn với kinh tế của chúng ta vừa phân tích rất là tốt, chính sách thì chúng ta cũng đang có một trong những cái chính sách phù hợp để mà hỗ trợ cho nền kinh tế tăng trưởng phát triển, và anh chị thấy là trong quý 2 này lợi nhuận và doanh thu của các doanh nghiệp phục hồi rất là đáng kể, thì nó sẽ là một trong những cái để hợp lý hóa được cái vùng giá 1250, cái vùng giá 1280 này là đúng với là nền kinh tế thật, thì lúc đó nhà đầu tư sẽ có những sự kỳ vọng cao hơn. Thì câu chuyện vượt 1300 thì Đông đánh giá chỉ là câu chuyện thời gian thôi, nhưng mà quan trọng ở trong tuần sau thì góc nhìn của Safari đánh giá là thị trường vẫn sẽ rung lắc đi trong một cái biên độ, đó là quanh vùng giá 1265 cho tới vùng giá 1280 cho tới khoảng 1285 anh chị ha. Tức là cũng không có những cái nhịp tăng quá mạnh và cũng không có nhịp giảm quá mạnh, chủ yếu là trong tuần sau nó rung lắc. Và vì sao mình view cái này? Bởi vì trước đó mình cũng đã có chia sẻ với anh chị trong một cái xu hướng kịch bản là nếu như trong tháng 7 này thị trường nó không có điều chỉnh, nó không có giảm mạnh mà nó cứ đi xa quay đi ngang thì chúng ta nên làm gì? Và vì sao xác suất kịch bản này nó lại xảy ra? Thì chủ yếu hồi nãy Gia Đông muốn chia sẻ quý anh chị, đó chính là cái câu chuyện là vào sang quý 3, quý 4 này thì câu chuyện Fed hạ lãi suất chúng ta cũng đang thấy là nó gần tới anh chị ha, khi dữ liệu kinh tế Mỹ đang ủng hộ cho cái việc này. Và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ, lợi suất trái phiếu chính phủ Việt Nam của chúng ta cũng có xu hướng là hạ nhiệt dần. Và như cái tỷ giá này Đông vừa mới chia sẻ cho cả nhà, thì với cái mức tỷ giá hạ nhiệt trong thời gian sắp tới thì ngân hàng nhà nước của chúng ta cũng không cần bán đô ra nữa. Và với cái mức lãi suất chính sách OMO, Bill hay là lãi suất huy động Big Four vẫn duy trì ở mức hiện tại, tức là không nâng lên nữa, thì chúng ta có một cái bối cảnh nó ổn định về câu chuyện vĩ mô, ổn định về câu chuyện kinh tế, thì có thể là lợi nhuận của các doanh nghiệp nào vượt quá sự kỳ vọng thì cũng sẽ bị chốt lời, nhưng cũng không gây ra những sự đổ vỡ quá lớn. Là bởi vì trước đó anh chị cũng thấy nó có một cái khác biệt so với cái thời điểm tăng điểm của những năm trước đó. Anh chị thấy ha, ở đây là mình có thống kê từ đầu năm, ITD như thế nào là từ đầu năm, thì từ đầu năm nay thì hầu hết những cái nhóm mà nó tăng điểm ở cả nhà, nó nằm trong nhóm công nghệ thông tin, viễn thông, truyền thông, hàng dịch vụ công nghiệp, bán lẻ, hóa chất, du lịch và giải trí, ô tô phụ tùng, hàng cá nhân tiêu dùng, thực phẩm, đồ uống. Đây là những cái nhóm ngành hàng, nếu như trừ cái nhóm công nghệ viễn thông ra thì gần như các cái nhóm khác đều có một bối cảnh là nền thấp năm 2023 và gần như là chỉ mới tạo đáy được quý 3 vừa qua, quý 4 vừa qua thôi anh chị ha. Cho nên rõ ràng đây là một trong những cái nhóm có sự phục hồi rất là tốt theo cái vận động về mặt kinh tế. Còn những cái nhóm có sự phục hồi sớm hơn như nhóm ngân hàng nè, dịch vụ tài chính nè, xây dựng và vật liệu bất động sản, những cái nhóm này rõ ràng trong năm 2023 đều đóng góp khoảng 60-70% về cái chỉ số trong cái mặt xu hướng tăng của những cái nhịp tăng điểm năm 2023 vừa qua. Thì rõ ràng trong năm nay họ không có những yếu tố tăng điểm quá nhiều, cho nên rõ ràng thấy là những cái sự phân hóa như thế này cũng cho chúng ta thấy được rõ ràng là những yếu tố dòng tiền trong bối cảnh hiện tại cũng không quá là rủi ro. Bởi vì rõ ràng là những cái nhóm nào mà nó chưa tăng thì nó tăng phục hồi lên và nó đồng pha với lại thị trường thôi. Nên là Đông đánh giá thì trong cái xu hướng hiện tại thì chúng ta cũng thấy là mặc dù là dòng tiền có chốt lời, có bán ra ở những cái cổ phiếu này, nhưng gọi là những cái nhóm cổ phiếu này nó có câu chuyện phục hồi thật sự, cho nên có thể là sẽ có áp lực chốt lời nhưng sẽ không xảy ra hiện tượng đổ đều. Bởi vì những cái nhóm này nếu mà chúng ta nói là có bong bóng hay chưa thì chúng ta cái này là chưa thấy có yếu tố bong bóng, chỉ là ví dụ như trong ngắn hạn có những cái nhóm ngành nghề như là viễn thông, công nghệ nó phục hồi quá sớm theo những cái sự kỳ vọng quá lớn thì có, nhưng còn ngoài ra chị nhìn như nhóm bán lẻ này, nhóm hóa chất này, những cái nhóm xuất khẩu khác thì cũng đang phục hồi theo những cái sự kỳ vọng về báo cáo tài chính thôi, không gọi là những cái yếu tố bong bóng quá lớn. Cho nên để đòi hỏi một cái nhịp mà thị trường của chúng ta giảm 100 cho tới 150 điểm thì Đông đánh giá nó khá là khó. Cho nên trong bối cảnh hiện tại thì mình vẫn view và giữ một cái quan điểm, đó chính là thị trường chung của chúng ta vẫn sẽ là rung lắc nhẹ nhàng trong tháng 7. Và nếu như trường hợp xấu nhất không giữ được vùng giá 1260 thì cũng sẽ test lại một lần nữa quanh vùng giá 1240 một lần nữa thôi. Còn để mà nói mà thị trường ta gãy và đổ đều thì rõ ràng nó không có cơ sở. Và nếu như thực sự mà nếu mà điều chỉnh và giảm xuống thì chắc chắn sẽ có lực cầu đỡ. Bởi vì trong cái khoảng thời gian vừa qua anh chị thấy là dòng tiền ở trên thị trường của chúng ta không hẳn là dòng tiền quá là sôi nổi, không phải là dòng tiền dễ dãi và cũng không phải là dòng tiền đầu cơ bất động sản, chứng khoán trong giai đoạn trước đó, mà hầu hết là dòng tiền hiện tại ở trên thị trường. Chúng ta nói với nhau một cách dễ hiểu nhất đó chính là dòng tiền rất là già gơ ở trên thị trường, tức là họ có kinh nghiệm đầu tư cho nên họ biết được cái mức giá thực sự của doanh nghiệp đó nó nằm ở đâu và nó xứng đáng ở mức giá nào. Cho nên nếu như nó không phải là những yếu tố bong bóng, không phải là những yếu tố chu kỳ lớn thì rõ ràng là chắc chắn sẽ có dòng tiền tham gia vào đổi giá. Cho nên Đông đánh giá thì xu hướng lớn của thị trường vẫn sẽ là xu hướng rung lắc xe quay nhẹ. Còn trong tuần sau thì Đông đánh giá thị trường vẫn sẽ tiếp tục vận động trong biên này. Cho nên anh chị em nào mà chúng ta có muốn trading thì cố gắng là trên vùng giá 1285, có hàng thì chị cứ bán ha, muốn trading thì bán trên đó, sau đó bắt đầu điều chỉnh backtest vùng giá 1260, 1270 thì cả nhà hãy là cân nhắc anh chị mua lại. Đó là đối với lại trường hợp anh chị mua trading. Còn trường hợp những quý anh chị em nào mà chúng ta muốn đi mua gom cổ phiếu chuẩn bị cho cái giai đoạn sắp tới thì trong cái giai đoạn khoảng tầm một tuần nữa thì nếu như mà thị trường ta có rung lắc về quanh vùng giá 1260, 1270 thì team cũng sẽ chia sẻ với anh chị những cái cơ hội đầu tư để mà anh chị có thể là cân nhắc được ha. Và đó cũng là cái phần số 3 ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi. Và đây là cái danh mục trước đó chúng ta đã cùng nhau follow cùng với nhau và chúng ta cũng đã có những cái điểm mua số 1, điểm mua số 2. Và Đông cũng muốn chia sẻ đầu tiên về những mã cổ phiếu mình sẽ loại ra trong cái danh mục hiện tại. Thứ nhất đó chính là mã cổ phiếu HAH. Khi mình cũng đã chia sẻ với anh chị là từ thời điểm mà khi mà các cái giá vận tải biển tăng lên rất nhanh đến từ cái sự thiếu hụt tàu container cũng như là bị kẹt ở cái cảng Singapore, chúng ta thấy là nó đang có một cái sự đầu cơ lên giá ngắn hạn. Và thực sự thì nó cũng chưa thể nào phản ánh đúng cái giá trị thật mà HKH nhận được. Và giá hiện tại đang khá là cao. Chúng ta có thể là tận dụng trước đó. Đã mua được cái điểm mua số 1 thì hiện tại cũng đang lãi khoảng tầm 8 cho tới 10%, thì cả nhà cân nhắc chốt lời. Và nhóm Premium thì cũng đã cân nhắc chốt lời trong phiên hôm thứ 6, cho nên cũng muốn là chia sẻ với cả nhà nên anh chị nào mà chúng ta có mua cùng với lại team hay là cân nhắc chốt lời mã cổ phiếu này. Thứ hai đó chính là mã cổ phiếu TV2. Đây là một trong những mã cổ phiếu trước đó cũng đã có những cái khoản lợi nhuận rất là tốt, nhưng mà trong cái thời điểm hiện tại, đặc biệt là trong tuần vừa qua, đây là mã cổ phiếu giảm mạnh nhất thị trường và khiến cho rất nhiều anh chị em của chúng ta có mua mã cổ phiếu này bị ảnh hưởng khá là nặng. Và trong một cái tư thế hiện tại thì ngày hôm thứ Sáu vẫn tiếp tục là sàn không có thanh khoản đối ứng, cho nên có thể là trong tuần sau mã cổ phiếu này vẫn sẽ tiếp tục điều chỉnh và giảm giá. Thì cũng có nhiều anh chị em cũng hoang mang và lo lắng ở cổ phiếu này, và team Safari cũng là một phần ở trong đó cùng với là quý anh chị. Và trước đó thì mình kỳ vọng là quanh 40 là cổ phiếu này sẽ có cầu, thì mình sẽ cân nhắc cho cái việc là mình cắt lỗ cho cái mức cao nhất đó chính là 15%. Nhưng với cái đà hiện tại thì có thể là cổ phiếu vẫn sẽ tiếp tục cũng một cái phiên sàn sắp tới trong phiên hôm thứ Hai. Và theo trước đó thì Đông có chia sẻ cho quý anh chị ngày hôm qua ở trong những cái nhóm cộng đồng, thì Đông cũng muốn là chia sẻ luôn cho anh chị nào mà chúng ta chỉ xem video thôi, không vào nhóm. Thì đối với lại cái hiện tại thì chúng ta phải xác định được đâu là cái mức giá thật của TV2 khi mà chúng ta loại ra khỏi cái dự án Sông Hậu 2 ra. Thì cái mức giá thực tế của Safari định giá cũng như theo ước tính của nhiều bên mà mình có chia trung bình lại với nhau thì nó quanh mức giá là 35 cho tới giá tầm là 36. Và theo một số các thống kê là trước khi có những thông tin liên quan về việc Exim Bank Malaysia cấp vốn cho dự án Sông Hậu 2 vào ngày 23 tháng 11 năm 2023 thì cổ phiếu TV2 vận động trong biên độ từ tháng 6 năm 2023 là vùng giá 35 cho tới vùng giá là 40, và chỉ có duy nhất hai thời điểm TV2 có mức giá dưới 30 trong 4 năm trở lại đây. Tức là lần duy nhất đó chính là thị trường sập năm 2022 thì cổ phiếu nào cũng giảm, Hòa Phát cũng giảm từ 50 mấy về vùng giá 12, và lần thứ hai đó chính là thị trường sập tháng 9 của năm 2023. Và cái nhịp số 2 này thì cũng chỉ có 2 phiên là dưới mức giá 30, và sau đó rất nhanh trong một tuần đã rút chân tăng về vùng giá khoảng tầm là 34 cho tới giá tầm là 35. Cho nên đánh giá hiện tại thì khả năng rất cao là vùng giá 35 sẽ là vùng giá có cầu bắt và tham gia vào mã cổ phiếu này, và đây cũng là vùng giá có cái tính là giá trị thật của doanh nghiệp nếu như mà loại bỏ cái dự án Sông Hậu 2. Cho nên là sẽ có hai hướng xử lý mà Đông muốn chia sẻ cho cả nhà. Cái hướng đầu tiên, một đó chính là chúng ta giảm thiệt hại xuống mức thấp nhất có thể, và cái cách xử lý số 1 này yêu cầu chúng ta phải có vốn anh chị ha. Nếu anh chị nào mà chúng ta mua all in là chúng ta đã đi sai cái tỷ trọng rồi thì chúng ta rất là khó xử lý. Còn nếu như anh chị nào chúng ta tuân thủ nguyên tắc và anh chị mua trong cái khoảng mức là 20% hay anh chị có mua 30% đi, thì hiện tại bây giờ chúng ta vẫn sẽ còn lượng vốn, hoặc là anh chị không mua margin gì cả, chỉ mua bằng vốn đồng thôi, thì chúng ta vẫn sẽ có được một cái lượng tiền để mà chúng ta xử lý. Thì cách xử lý đó chính là với cái cách kẹp sàn hiện tại và giảm mạnh như thế này thì chắc chắn cái ngày thoát sàn cũng chính là ngày cổ phiếu bật trở lại, hoặc có thể là cổ phiếu sẽ tăng trần. Và dự kiến cái vùng giá đó như nãy vừa mới chia sẻ với quý anh chị, tức là vùng giá khoảng tầm là 35. Nên là chúng ta sẽ canh mua mới thêm ở phiên thoát sàn đầu tiên và canh bán ra để hạ dần giá vốn. Và với cái cách này thì mình cũng lưu ý cho quý anh chị là cách này không phải xử lý trong một tuần mà có thể mất nhiều thời gian, và chúng ta phải mua bán nhiều lần để cố gắng là làm sao giảm cái giá vốn của chúng ta xuống từ từ để mà chúng ta xử lý. Đó là dành cho những quý anh chị nào mà chúng ta muốn là tiếp tục xử lý cái khoản này. Còn thứ hai, cũng sẽ có những anh chị cũng tâm sự chia sẻ với Đông là bây giờ quá chán nản cái trường hợp như thế này, và thực sự là cái mà họ bất mãn đó chính là họ bất mãn về doanh nghiệp khi mà doanh nghiệp công bố thông tin không có rõ ràng và để cho cái sự thiệt hại đó đến cho cổ đông, cho nên là cũng rất là bực. Thì cái cách xử lý thứ hai đó chính là chúng ta xác định cái vùng giá có thể thoát sàn để từ bỏ luôn cái khoản đầu tư này, và khả năng cao là chúng ta sẽ bán luôn trong phiên bật thoát sàn đầu tiên toàn bộ, bán ở giá xanh hoặc giá chừng để dùng tiền chuyển sang cái cơ hội mới. Đó là Đông muốn cập nhật lại đối với lại mã cổ phiếu TV2, và đây là mã cổ phiếu mà team Safari trước đó có khuyến nghị cho quý anh chị mua. Thì dự kiến nếu mà chúng ta đeo cách số 2 cắt lỗ thì nó cũng sẽ quanh cái mức là 20% cho cái khoản lỗ này. Còn nếu như mà chúng ta đồng hành và chúng ta cố gắng là xử lý dần, giảm thiệt hại giá vốn dần, thì Đông nghĩ là trong khoảng tầm 1 tháng nữa thì sẽ có những cái yếu tố thông tin tích cực nó phục hồi dần trở lại, nó sẽ xử lý lại dần. thì nó sẽ giảm về cái mức là khoảng quanh là 10 cho tới khoảng tầm là 8%. Nên đây cũng là một trong những cổ phiếu mà nó đã gây ra khá là nhiều cái thiệt hại và nó cũng không nằm trong cái nhóm danh mục tăng trưởng nữa. Bởi vì hiện tại với dự án Sông Hậu 2, với những cái công bố đến từ Bộ Công Thương thì rõ ràng đây không phải là doanh nghiệp có yếu tố đột biến quá nhiều nữa. Cho nên là mình cũng tạm thời là loại bỏ mà cổ phiếu này ra và chờ những yếu tố thông tin mới bắt đầu mình sẽ cân nhắc cho cái việc là đầu tư lại mà cổ phiếu này. Thì cũng muốn là công bố thẳng thắn để mà cho nhà đầu tư của chúng ta có nắm, và chắc chắn là team Safari vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng với lại nhà đầu tư để xử lý cái khoản này trong những cái giai đoạn sắp tới ha. Nhưng mà hiện tại thì với mà cổ phiếu này sẽ không còn nằm trong danh mục tăng trưởng nữa để cho quý anh chị của chúng ta có thể nắm. Và đây là cái danh mục trước đó Đông chia sẻ quý anh chị, và cũng có nhiều anh chị góp ý là với danh mục như thế này thì anh chị cũng không biết là chọn cổ phiếu nào. Vì trước đó có chia sẻ quý anh chị là chọn 2 cho tới 3 cổ phiếu và mỗi ngành là một cổ phiếu và tối đa chúng ta mua hiện tại là 20%, thì cũng nhiều anh chị của chúng ta mới tham gia vào thị trường. Chúng ta cũng không biết là chọn mà cổ phiếu này hay là chọn mà cổ phiếu kia. Với là nhiều khi có thấy điểm mua thì cũng mua, xong rồi mua một hồi lát nó thành 7-8 mã, thậm chí là mua lên tới 10 mã luôn thì cũng chưa biết quản trị. Cho nên là ngày hôm nay thì mình muốn tối ưu hơn một chút cho cả nhà, thì mình sẽ phân chia như thế này anh chị ha. Cũng là cái danh mục đó thì Đông có, hồi nãy giờ mình đã loại HAH, loại TV2 ra thì Đông cũng bổ sung thêm một số những cái mã cổ phiếu mới như là SZC ở nhóm khu công nghiệp. Đây là mã cổ phiếu khá là quen, nếu anh chị nào theo dõi Safari trong một thời gian thì anh chị sẽ biết đây là mã cổ phiếu mình hay khá thường đầu tư. Chỉ là trong cái nhịp này thì SZC không có sự kỳ vọng tăng trưởng cho báo cáo tài chính quý 2 cho nên mình tạm thời loại ra. Và bây giờ mình thêm vào lại với một cái nguyên nhân, đó chính là báo cáo tài chính quý 2 này sẽ là một cái thời điểm tốt để mà chúng ta có mức giá tốt nhất để mà chúng ta gom cổ phiếu này chuẩn bị cho quý 3 anh chị ha. Và KDH cũng tương tự với là SHC, cũng không phải là doanh nghiệp có báo cáo tài chính tốt trong quý 2 này, có thể là chúng ta sẽ có mức giá tốt nhất để mà chúng ta mua. Và tiếp tục đó chính là mã cổ phiếu SIB gì ha, cũng thuộc trong nhóm khu công nghiệp, nhưng mà cổ phiếu này thì cái mảng doanh thu chính của họ đó chính là cái dịch vụ mà họ bán trong cái khu công nghiệp đó. Thì có gì mình sẽ có những cái video chia sẻ thêm từng cái cổ phiếu. Bây giờ thì cái danh mục tổng chúng ta là như thế này, thì nó khác biệt một chút so với trước đó, đó chính là chúng ta sẽ có cái phần phân loại. Phân loại đây thì Đông sẽ phân loại ra cái tính đột biến và cái tính phòng thủ. Những cái cổ phiếu có cái tính đột biến ở đây tức là có khả năng tăng trưởng lợi nhuận cao hơn rất nhiều so với lại cùng kỳ năm trước, và đại đa số là nó có một cái nền thấp của năm 2023 nên dễ tạo ra đột biến, dễ tạo ra đột phá. Và ngoài yếu tố nền thấp thì cũng có một số các cái doanh nghiệp có những cái điểm rơi lợi nhuận hoặc một số những cái dự án tích cực và tốt, giống như là mã cổ phiếu SJC này. Với cái thời điểm sắp tới, như vào thời điểm quanh khoảng tầm là tháng 9 sẽ khánh thành cái đường tỉnh 991B. Đây là một trong những cái đường huyết mạch giúp cho khu công nghiệp Châu Đức tăng được cái giá thuê. Và đây cũng là một trong những cái điểm chiến lược của họ nè, cũng như là CTD. Thì với cái backlog hiện tại thì chắc chắn là trong quý 3, quý 4 năm nay doanh nghiệp này cũng sẽ có những cái bước tăng trưởng đột phá. Và đối với lại là DDV cũng sẽ là một trong những cái dạng doanh nghiệp nằm trong nhóm phân bón có sự hưởng lợi, đó chính là khi cái luật thuế mới, đặc biệt đó chính là thuế VAT về cái nhóm phân bón, thì chắc chắn là doanh nghiệp này cũng sẽ được hoàn thuế đầu vào, thì cũng giúp cho doanh nghiệp này tăng trưởng đột biến. Đó chính là một trong những cái câu chuyện thêm trong cái nhóm này, và đại đa số nó sẽ nằm về nhóm đó chính là có nền thấp của năm 2023. Nó cũng thuộc nhóm tăng trưởng, nhưng mà cái nhóm này nó có cái độ tăng điểm và giảm điểm tương đối mạnh. Nói chung là high risk thì high return, tức là chúng ta sẽ có những khoản lợi nhuận lớn, nhưng đổi lại thì mà cổ phiếu này cũng sẽ có những cái mức độ rủi ro, cho nên là chia sẻ trước cho quý anh chị để mà chúng ta có thể là có cân nhắc. Và tiếp theo đó chính là nhóm phòng thủ. Đây là nhóm có sự trái ngược đối với lại cái nhóm đột biến. Những doanh nghiệp trong cái nhóm này hầu hết là những cái doanh nghiệp đã có báo cáo tài chính tăng trưởng tốt cho năm 2023 vừa qua, và năm 2024 thử thách với lại một cái nền cao hơn. Và nếu như một số những cái doanh nghiệp trong nhóm này yếu nhất thì họ cũng đã gần như bước hai chân đi qua đáy và gần như là đi vào cái giai đoạn là phục hồi nhanh hơn một chút so với lại cái nhóm đột biến này. Cho nên rõ ràng cái bức tranh của những cái nhóm này nó đang khá là rõ rồi, nó đang khá là tỏ, cho nên chắc chắn cái cơ hội, cái xác suất đột biến nó sẽ không cao nữa. Nhưng bù lại khi cái gì mà nó đã sáng, nó đã rõ thì đổi lại là nó cũng sẽ có sự an toàn nhiều hơn, chúng ta nắm chắc được cái phần thắng nhiều hơn, thì đổi lại cái tỷ suất nó sẽ không cao. Thì với hai danh mục như thế này, Đông tin chắc nó sẽ đáp ứng được cho phù hợp rất nhiều anh chị em đầu tư của chúng ta. Ví dụ Đông nói ha, từ hai danh mục này mình có thể biến thể qua hai cái danh mục mẫu sau đây mình chia sẻ với anh chị. Thì tối đa cái danh mục của mình nó chỉ trong cái mức là khoảng tầm từ 5 cho tới khoảng tầm là 6 mã thôi anh chị ha, đừng có hơn cái mức này. Còn nếu như anh chị em nào mà chúng ta đã xác định mà anh chị mua đầu tư thì tối đa khoảng tầm là 4 mã thôi, không cần phải nhiều như thế này. Còn nếu như anh chị là vừa muốn có đầu tư, vừa muốn có đầu cơ, muốn trading ngay trên thị trường thì hãy là khoảng tầm là 6 mã. Đối với là danh mục đầu tiên thì Đông, cái này là cái mẫu ví dụ thôi anh chị ha. Cái này là mình cũng lấy từ cái danh mục lớn, mình đi theo cái nhu cầu của từng anh chị để mình thiết kế ra lại. Thì đối với lại cái danh mục mẫu đầu tiên là 60% mình muốn là đầu tư, 40% là mình muốn trading với lại thị trường. Thì chắc chắn là chỉ có cái nhóm đột biến, nó có biên độ lớn, nó có những câu chuyện ngắn hạn, nó có những cái câu chuyện đột phá thì nó mới đủ biên độ để cho anh chị trading. Trading ở đây là gì? Trading là anh chị mua thấp bán cao, mà phải có những câu chuyện đủ tốt thì để cho cầu mua được giá cao thì anh chị mới bán được mức giá cao chứ. Còn đối với là những cái doanh nghiệp phòng thủ thì rõ ràng là cái gì? Cái câu chuyện đó nó rất là chậm, nó không thể nào mà nó phản ứng ngay, cho nên anh chị trading chắc chắn sẽ không đi vào những phòng thủ được, đúng không ạ? Cho nên đối với lại cái danh mục đầu tiên thì chia sẻ với anh chị nó khoảng tầm là 6 mã cổ phiếu. Nhóm đột biến sẽ có MWG, Nam Long, SSC, còn nhóm phòng thủ sẽ có là BTB, RI, VCS. Ví dụ như còn về cái danh mục thứ hai thì về cái hướng đầu tư là sẽ hướng về hướng tấn công nhiều hơn một chút, là 70% trading và 30% holding, thì nó sẽ như sau. Về cái nhóm phòng thủ thì nó chỉ có 2 mã cổ phiếu thôi, chủ yếu là KDH và RI với một cái mức tỷ trọng là 15%. Còn nhóm đột biến thì sẽ có MWG, CTD, BFC, SSC. Và cái quan trọng nhất ở đây á, là anh chị thấy nó có cái sự khác biệt ở đây là gì? Nó không phải là số lượng cổ phiếu hay là cổ phiếu nào. Có thể là cổ phiếu nhiều, cổ phiếu ít, nhưng mà Đông khuyên anh chị là nên 5-6 mã thôi. Nhiều quá anh chị không có follow được. Còn cổ phiếu nào thì Đông đánh giá với hai cái dạng danh mục này. Nếu anh chị có chọn TCM thì anh chị chọn MWG, gần như nó tương đối về cái mặt là xác suất thành công, tương đối về cái mặt lợi suất sinh lợi, nó không có khác nhau quá nhiều. Bên 9 thì cũng bên 10, nó không khác nhau quá nhiều. Nhưng quan trọng nhất là anh chị phải phân bổ một cái mức tỷ trọng làm sao cho nó phù hợp nhất. Nếu như chúng ta không có một cái điểm mua số 1 tốt thì chắc chắn cổ phiếu đó anh chị mua điểm số 2 thì chúng ta chỉ mua được cái tỷ trọng nó thấp hơn thôi. Còn nếu như mà cổ phiếu nào mà anh chị có những cái điểm mua số 1 tốt thì anh chị sẽ có một cái mức tỷ trọng nó cao hơn. Cho nên Đông cũng lấy cái ví dụ để cho anh chị thấy là chúng ta sẽ có một cái mức tỷ trọng làm sao cho nó phù hợp nhất. Và khi anh chị có một cái mức tỷ trọng nó phù hợp nhất như thế này thì chúng ta mới dễ dàng cho cái việc là chúng ta đầu tư nó thành công anh chị ha. Và cũng thẳng thắn chia sẻ với anh chị với cái mặt cổ phiếu TV2, trong thời gian vừa qua thì mình cũng là người trong cuộc, mình cũng đồng hành cùng với quý anh chị, cho nên là cũng không có gì để mà chúng ta tránh né cả. Và cổ phiếu này nó cũng điều chỉnh, nó cũng giảm, thì với một cái tâm thế của mình đi, mình xác định là phải mất 20% của mặt cổ phiếu này. Nhưng 20% trong cái danh mục mà mình mua nó chỉ chiếm có khoảng tầm là 20% thôi, 20% rồi nha, tức là cái 20% lỗ đó chúng ta phải chia cho 5, tức là tổng danh mục của Đông trong thời gian vừa qua riêng mà cổ phiếu TV2 nó làm ảnh hưởng lên mình là khoảng từ 4 cho đến 5%. Và trường hợp nếu như một cái sóng đầu tư mà chúng ta không thành công, chúng ta mất tổng danh mục khoảng từ 5 cho tới khoảng tầm là 8% thì đây cũng là mức mà chúng ta có thể dễ dàng chấp nhận được và có thể là đi lên và kiếm lại được. Cho nên quan trọng nhất nó vẫn là cái câu chuyện tỷ trọng. Còn nếu như mà chúng ta đánh all in, chúng ta đánh duy nhất một mã cổ phiếu thì rõ ràng nó cũng có xác suất là rủi ro cao, nhưng đổi lại là cái gì? Nếu như anh chị thắng thì anh chị cũng kiếm được rất là nhiều. Cho nên đối với lại Đông thì không có một cái danh mục nào là hoàn hảo, cũng như không có một cái phương pháp nào nó hoàn hảo hết. Quan trọng nhất là cái nào nó phù hợp với là quý anh chị. Nên là anh chị muốn đầu tư nhiều, anh chị không chấp nhận rủi ro cao thì anh chị sẽ lựa chọn cái hướng an toàn hơn. Và nếu anh chị nào chúng ta chấp nhận rủi ro cao để mà chúng ta có lợi nhuận nhiều thì bắt buộc chúng ta phải có khả năng chia vốn, bắt buộc chúng ta phải có khả năng cắt lỗ và chúng ta phải có khả năng quản trị khi mà có những cái yếu tố xấu nó xảy ra. Cho nên như thế nào thì cũng phù hợp nhất cho quý anh chị thôi. Cũng như là quý anh chị chúng ta chưa biết được cái phong cách của chúng ta phù hợp với lại cái danh mục như thế nào thì team có thể là hỗ trợ định hướng đầu tư cho quý anh chị để mà chúng ta dần dần tìm ra cái phong cách cũng như là cái hướng đầu tư nào phù hợp nhất cho quý anh chị ha. Thì anh chị nào chúng ta có quan tâm thì có thể là vào trong nhóm Zalo cộng đồng, mình sẽ hỗ trợ và chia sẻ với anh chị. Còn nếu như anh chị nào chúng ta cần chi tiết cũng như là cần Đông hỗ trợ ngay danh mục hiện tại để có thể cơ cấu sang một cái danh mục khác nó phù hợp hơn thì có thể là liên hệ trực tiếp cái số Zalo ở trên màn hình, mình sẽ hỗ trợ ngay cho quý anh chị luôn ha. Và đối với là cái danh mục này thì mình sẽ có những cái video trong tuần sau để mà cập nhật. Có thể là mỗi video là 2 doanh nghiệp cùng một ngành nghề, mình sẽ chia sẻ cập nhật lại những câu chuyện cơ bản. Có những doanh nghiệp thì mình đã làm trước đây rồi, thời gian hiện tại cũng không thay đổi. Nhưng mà nếu có một số những cái doanh nghiệp mới thì chắc chắn mình sẽ có những video update lại cho quý anh chị, để mà quý anh chị có thể nắm về các cái cơ bản của doanh nghiệp này, để mà chúng ta tự tin chúng ta đầu tư vào. Đã xác định là chúng ta đầu tư thì chúng ta phải hiểu về cái doanh nghiệp đó. Và đặc biệt trong một cảnh hiện tại thì Đông đánh giá với cái xu hướng rung lắc của thị trường là một cơ hội rất tốt để mà chúng ta mua gom cổ phiếu. Còn đối với lại cái điểm mua số 3 này, mình để cái chữ NA này, tức là hiện tại bây giờ vẫn chưa xác nhận được. Tức là bây giờ cũng chưa xác nhận được là thị trường đã phản ánh hết cái báo cáo tài chính quý 2 chưa, hay là thị trường giai đoạn hiện tại chỉ đang mới bắt đầu trên một cái nhịp điều chỉnh và giảm mạnh. Cho nên bây giờ mình để cái điểm mua số 3 này, để nếu như trường hợp mà hai cái điểm mua đầu tiên của mình nó không phải là cái điểm mua tốt nhất thì điểm mua số 3 sẽ là cái điểm mua backup trở lại cho hai điểm mua đầu tiên. Còn nếu như trường hợp mà thị trường của chúng ta tích cực, cổ phiếu bắt đầu tăng điểm và lên giá lên, đúng không anh chị, thì điểm mua số 3 này sẽ là cái điểm mua gia tăng cuối cùng, bổ sung đủ cái lượng hàng. Cho nên là mình vẫn lúc nào cũng sẽ chừa ra 30% ở mọi mã cổ phiếu mình muốn mua để cho một cái điểm backup. Tại vì giai đoạn hiện tại anh chị thấy là thị trường của chúng ta chưa thực sự đi vào xu hướng mà quý anh chị. Anh chị thấy xu hướng ngắn hạn, xu hướng chặt ngày thì anh chị thấy là xu hướng tăng, đúng không ạ? Nhưng anh chị nhìn sang cái chặt tuần anh chị thấy như thế nào anh chị? Vẫn là xu hướng mình đi xa quay thôi anh chị. Vẫn là xu hướng mình đi xa quay thôi. Chưa có một cái xu hướng nào đó nó quá rõ ràng anh chị ha. Về mặt chung và dạng vẫn sẽ là xu hướng tăng, nhưng bây giờ chúng ta nhìn rõ ràng là thị trường của chúng ta vẫn đang đi sideways từ thời điểm là tháng 5 của năm 2024 tới hiện tại, tức là vẫn đang đi sideways trong tàu là 2 tháng, chưa có nhịp bứt phá nào hết, cho nên chúng ta cũng không nhất thiết là phải quá vội vàng anh chị ha. Và cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã đồng hành cùng với Đông trong video buổi tối ngày hôm nay. Và nếu như anh chị nào mà chúng ta muốn lấy cái hình của cái danh mục này nó rõ, nó chi tiết hơn á, thì anh chị có thể là nhắn trực tiếp cho Đông cái số Zalo, anh chị tham gia vào nhóm Zalo cộng đồng ha. Mình sẽ chụp cái này để mà mình gửi thêm lên đó để mà cho cả nhà có thể nắm, để mà chúng ta có thể là cơ cấu. Còn đối với lại những cái mất mát trong thời điểm vừa qua thì Đông nghĩ bản thân mình hay anh chị thì cũng chung một cái trạng thái thôi, cũng rất là đau, cũng rất là tiếc. Vì tiền mà anh chị, tiền là đi liền với khúc ruột mà, đâu phải dễ dàng mà chúng ta có được tiền để mà chúng ta đi vào đầu tư. Cho nên chắc chắn là cũng sẽ có những anh chị sau cái đợt vừa qua thì cũng có một cái nhìn không còn đẹp đẽ với lại Safari nữa. Nhưng cũng có anh chị sau những cái vấp ngã này thì lại hiểu thêm về team Safari để mà chúng ta đồng hành lâu hơn. Cho nên đối với Đông thì mọi thứ nó cũng là một cái duyên anh chị ha. Cho nên là cũng rất là mong với những video này thì mình cũng kèm thêm một chút những cái tâm sự để mà cùng với quý anh chị vượt qua giai đoạn khó khăn này. Và cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã đồng hành cùng với Safari, và xin chúc cho quý anh chị của chúng ta trong tuần mới thật là thành công cũng như là thắng lợi anh chị ha.